Chợ Tấn Phát xin chào mừng tất cả những khán giả đang đến với chương trình Tỷ lệ may mắn. Và đúng vào khung giờ này, Tấn Phát vô cùng náo nức để mà cùng mong mỏi gặp lại tất cả quý vị khán giả cùng với hai đội chơi của chúng ta, và đặc biệt đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại họ nha. Xin mời. Một tuần trôi qua rồi mà em vẫn cái bộ mái tóc như cũ. Anh bộ mái tóc là sao? Tóc bộ thiệt. Bộ mái tóc à, làm mà tóc. Tóc thiệt. Tới bây giờ anh vẫn chưa tin đó là tóc thiệt Lộc à. Tóc mái tóc mà xài tới cái lượng từ là bộ, cũng như là mái tóc như mái tôn em. Mái tóc như mái tôn em. Tóc thiệt mà. Bộ mái tóc. Thường là cái bộ là tên là bộ tóc giả. Dạ. Còn mái tóc là mới là tóc thiệt, còn này là bộ mái tóc là tóc thiệt mà như tóc giả. Nói chứ anh thích cái hình tượng mới này của Lê Lộc là dễ thương đáng yêu. Trong chịu. Giờ nhìn em còn chững chạc hơn anh luôn á. Ủa gì kỳ vậy? Ừ, anh thấy anh xin tin không? Đó chính là người dẫn đường và kẻ gây rối. Còn ai dẫn đường, ai gây rối, đó là một bí mật. Ngay bây giờ xin mời anh Hoàng và Lê Lộc về vị trí. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời đội chơi đầu tiên. Wow. Trời ơi. Oh, wow. Trời ơi. Trời ơi. Xuất sắc. Trời ơi, hai chị em ruột hay gì á. Trời ơi. Đẹp quá trời luôn, giống nhau quá chừng luôn. Tại đang vô dáng anh. Trời ơi, vô cái dáng là từ từ rồi. Không thiệt mà, bây giờ hai bạn đứng gần nhau nè. Ủa hai bạn cũng ngọc nè, đúng không nè? Dạ, anh chưa biết gì hết hả? Ờ không biết. Tụi em sinh đôi. Khác cha khác luôn mẹ luôn. Ủa trời. Vậy mình giống nhau cái gì? Dạ mình giống cái tên mà. Giống cái tên rồi đúng không? Rồi, chào cặp đôi Song Ngọc. Dạ. À, xin mời hai bạn gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đi nào. Dạ đầu tiên thì Minh Ngọc xin được xin chào toàn thể quý vị khán giả. Xin chào anh Hoàng Rapper, xin chào anh Phát và xin chào Lê Lộc. Dạ chào chị. Ngày hôm nay thì Minh Ngọc và ca sĩ Ngọc Kayla rất là vui khi được đến tham dự chương trình. Và hy vọng là hai chị em sẽ có thể... tâm đầu ý hợp đúng không? Tâm linh tương thông. Sinh đôi, sinh đôi. Dạ, sinh đôi đó mà. Để mình đưa ra những đáp án đúng nhất. Rồi, không biết là đội chơi của mình lấy tên là gì? Dạ, thì vì mọi người hay nói tụi em là sinh đôi cho nên là tụi em sẽ quyết định đặt tên chương trình. Đặt tên chương trình. Đặt tên chương trình. Ủa, chương trình có tên rồi. Chương trình có tên rồi. Em hay lắm. Nhóm rồi. Dạ, tụi em sẽ đặt tên nhóm là Ngọc sinh đôi. Sinh đôi, Ngọc sinh đôi. Ờ, xong Ngọc là Ngọc sinh đôi. Ngọc sinh đôi, dễ thương mà. Ngọc sinh đôi. Rồi bây giờ vậy mình nhường cái spotlight cho đội chơi thứ hai nha. Mình giặt nhẹ qua. Dạ bây giờ sẽ là đội chơi thứ hai, xin mời. Wow, trời ơi, chị ơi, chị cô dâu chị để vào. Thần thái quá. Lại đây chị Bảy ơi. Thanh xuân đẹp. Ê. Cảm ơn sao em. Đẹp trai ra vậy? Trẻ ra cũng đẹp trai lắm nha mọi người. Lộc cũng trẻ ra nữa. Ok, cảm ơn. Ai cũng trẻ đẹp lắm. Xí đi. Ủa, hồi nãy ra cái hình tượng là ngọc nữ rồi mình mỹ nam rồi nó sang lắm mà sao tự đi hết? Bẹ hèn quá, hèn quá vậy. Em nghe chương trình này là mình phải xuống đây lấy lòng hả? Giao lưu. Nhưng mà chị ơi, mình lấy lòng mà nó lộ liễu vậy là nó phải lấy vậy là sai rồi. Tại vì hai con người ở đây không ai biết kết quả chưa. Ủa gì kỳ vậy? Ủa đối xử gì kỳ vậy? Thấy chưa? Không những đẹp trai mà dễ thương nữa. Phát. Dạ. Muộn rồi chị. Áo hồng nam tính. Phát. Chị Ngọc nhìn thấy được Phát hả? Là sao ạ? Lọc rồi gì nó phát ra quá trời luôn. Hào quang xung quanh tỏa. Trời ơi, chị này. Lần đầu tiên có người chơi mà kiểu như là ồ bế MC. Nhưng mà Trung Quy lại là MC có giúp đỡ gì không à? Thôi các chị đã có lòng thì em Út đây có dạ chứ hả? Đá mắt nhẹ nha. Nhớ để ý nha. Chứ đá mà lộ liễu quá, người ta cắt MC luôn. Đây là xin mời đội của mình gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đi ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hoàng Ngọc Sơn. Mình là Mỹ Ngọc, hiện tại Ngọc và Sơn đang là ca sĩ ạ. Và đội chơi của chúng ta lấy tên là gì nào? Nếu mà ở bên kia lấy là Ngọc sinh đôi thì bên mình chắc cũng lấy cái gì? Có Ngọc đi. À, Song Ngọc. Song Ngọc, đúng hợp lý. Đội này lấy là Song Ngọc.
Dạ, và ngày hôm nay là cuộc chiến cân tài cân sức giữa Ngọc Sinh Đôi và Song Ngọc. Xin mời hai đội chơi về vị trí. Và như vậy là chúng ta vừa làm quen với hai đội chơi, cùng người dẫn đường và kẻ gây rối. Ngay bây giờ còn chần chờ gì nữa, hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của tỷ lệ may mắn. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi đầu tiên. Ở câu hỏi đầu tiên này, xin mời hai đội chơi cùng tất cả quý vị khán giả hướng mắt về màn hình. Chúng ta sẽ xem qua một đoạn trailer ngắn. Con là một đứa bé, đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình, thì làm sao con không thương một người không máu mủ ruột già mà đón nhận con, cho con một mái ấm. Chị làm vợ, chị đã hoàn thành cái việc của một người vợ, một người mẹ chưa? Mẹ anh vừa vừa phải phải, tôi đừng có quá đáng như thế. Chị im đi, mẹ nghe anh im. Em đi tìm mẹ ruột của mình, thì em nghĩ là mẹ sẽ buồn như thế nào? Nếu cuộc đời này mà dễ dàng, thì con người ta không đến thế giới này bằng tiếng khóc con ạ. Mẹ sống đến ngần này rồi, thì con gái mẹ nhất định sẽ sống được. Và đó chính là những hình ảnh của bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Và nội dung câu hỏi số 1 của chúng ta chắc chắn rồi sẽ liên quan đến phim ảnh. Theo thống kê từ Google, bộ phim truyền hình Việt Nam nào được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021? A là Hương Vị Tình Thân, B là Hướng Dương Ngược Nắng. Ủa, đâu liên quan gì phim nãy đâu? Ủa, sao mà không liên quan trời? Ủa, sao vậy? Hồi nãy là mình coi là cái gì? Trailer từ cái gì? Thương Ngày Nắng Về. Bộ phim truyền hình. Dạ. Yeah. Thì câu hỏi của chúng ta hỏi về phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2021. Làm quá liên quan. Trời ơi, trời ơi, tưởng quá ta. Bây giờ sao Lộc gãi đầu vậy Lộc? Em cũng rối á chị. Là mình cũng theo dõi như hình ảnh vừa rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ mình tập trung vô câu hỏi này ha. Chúng ta chỉ có hai phương án lựa chọn thôi. Cả hai bộ phim đều có sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Công Lý. Và với tài năng của anh Công Lý cùng với tất cả những diễn viên khác đều tạo ra sự thành công vang dội cho cả hai bộ phim này. Nhưng có hai điểm khác biệt. Bộ phim Hương Vị Tình Thân là bộ phim chuyển thể từ kịch bản của Hàn Quốc và được mệnh danh là bộ phim truyền hình quốc dân luôn trong năm vừa qua. Yeah. Còn riêng với Hướng Dương Ngược Nắng, đây chính là cái tinh hoa của phim truyền hình Việt Nam. Nhưng mà theo Hoàng nghĩ nha, Hương Vị Tình Thân lại là cụm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Yeah. Và Hoàng tin chắc chắn khoảng chừng 99,9% luôn. Nhưng mà với câu này nha, em thì em lại bảo vệ đáp án B nhiều hơn. Tại vì theo em được biết là phim Hướng Dương Ngược Nắng được chiếu trước bộ phim Hương Vị Tình Thân. Mà bộ phim Hướng Dương Ngược Nắng là bộ phim cũng xoay quanh về gia đình, nói về một sóng gió gia tộc. Mà đặc biệt là bộ phim này là chiếu ngay thời điểm đó được rất nhiều lượt view trên app VTV, nên là em nghĩ là với cái số lượng đó thì chắc chắn là bộ phim sẽ được tìm kiếm nhiều nhất. Nhìn mặt Lộc có vẻ ngây thơ thanh thuần thật thà ha. Cái vấn đề là cái số liệu của Lê Lộc cung cấp là chính xác, nhưng là số liệu trên VTV, còn đây chúng ta đang dựa vào Google. Cái thứ hai nữa, tôi sẽ cung cấp cho các bạn thêm một cái dữ liệu cực kỳ quan trọng. Thời lượng phát sóng của Hương Vị Tình Thân nó dài hơn. Và thêm một thông tin nữa là cả hai bộ phim này đều giữ vị trí là top 1 và top 2 luôn. Đó. Căng chưa? Sát sao như vậy, bởi vậy rất là khó. 99,9% đó các bạn à. Em cho tỷ lệ phần trăm của Hướng Dương Ngược Nắng là 100%. 100%. 100%. Wow. Nhiều anh luôn hả? Đúng rồi. Anh cho bao nhiêu ạ? 99,9. Anh có muốn lên không ạ? Dạ thôi, 99,9 đi cho nó cấn cấn. Bản thân em đã coi bộ phim Hàn Quốc đó hay. Nếu có phiên bản ở Việt Nam, đa phần thường thường mà em thấy phim Việt Nam mà chuyển thể từ Hàn Quốc, giới trẻ lại quan tâm hơn. Tò em nghĩ là hơn. Nếu Google thì là Hương Vị Tình Thân. Yeah.
Còn như khán giả trung thành sẽ có thói quen cứ bật VTV3 lên là sẽ thì thấy cái đó là rating. Còn Google thì em nghĩ là hương vị tình thân. Đó là suy nghĩ bản thân em thôi. Chốt đi, chốt đi. Hợp lý, hợp lý. Chốt đơn. Vì như vậy là chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm dành cho hai đáp án. Xin mời 10 giây dành cho hai đội chơi. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Hương vị tình thân là bộ phim chuyển thể từ kịch bản của Hàn Quốc và được mệnh danh là bộ phim truyền hình quốc dân luôn trong năm vừa qua. Phim Hướng Dương Ngược Nắng được chiếu trước bộ phim Hương Vị Tình Thân, mà đặc biệt là bộ phim này là chiếu ngay thời điểm đó được rất nhiều lượt view trên app VTV. Chà chà chà. Đáp án thế nào vậy á? Căng người ta. Sao vậy? Cả hai đội đều chọn đáp án A. Đó chính là hương vị em tình thân. Trời, bắt đầu em trời, em gây hứng lúc hai gia đình luôn trời. Để xem đáp án A có mang về số tiền thưởng trị giá 2 triệu đồng dành cho hai đội chơi hay không. Xin mời đáp án của chúng tôi. Đẹp 0.01% không lẽ sai. Em nói thiệt anh nha, chỉ có mình chỉ tin anh đáp thôi. Đáp án A. Mình em tin anh Hoàng thôi, anh coi chưa, anh thấy chưa? Cây là anh thấy nó đối xử với anh vậy. Anh ơi nhớ, mọi người nhớ cắt cái khúc này giùm em. Không có cắt gì hết. Đâu em. Và như vậy, đáp án A hương vị tình thân đã mang về cho mỗi đội 1 triệu đồng tiền thưởng, xin được chúc mừng. Và người dẫn đường là Hoàng Rapper. Kẻ gây rối ở câu hỏi đầu tiên lại là diễn viên Lê Lộc. Thấy chưa? Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 2. Ở câu hỏi số 2 là một câu hỏi về ca dao tục ngữ. Có rất là nhiều những bản chép khác nhau. Chúng tôi chỉ chấp nhận đáp án trùng khớp với đáp án chương trình đưa ra mà thôi. Điện từ còn thiếu vào chỗ trống. Lúa khô nước cạn ai ơi, rủ nhau tát nước ba chấm, trời còn lâu. Đáp án A là trông, B là mong, C là chờ. Theo tác giả Mã Giang Lân, tục ngữ ca dao Việt Nam, nhà xuất bản Giáo dục năm 1998. Lúa khô nước cạn ai ơi, trời ơi rủ quá. Nhau tát nước, trông trời còn lâu. Rủ nhau tát nước, mong trời còn lâu. Mong trời còn lâu. Hoặc là rủ nhau tát nước, chờ trời còn lâu. Chờ trời. Không có cái nào hợp lý. Mình được bổ sung đáp án khác không? Anh thử bổ sung đáp án mà anh nghĩ coi. À, lúa khô nước cạn ai ơi, rủ nhau tát nước, đợi trời còn lâu. Không vô đâu anh ơi, trời đợi hả? Đợi nữa hả? Đợi trời còn lâu. Ở đây cả ba từ này đều đồng nghĩa với nhau, miêu tả sự mong đợi điều gì đó. Nên bây giờ Hoàng chỉ còn xét theo âm tiết nữa mà thôi. Lúa khô nước cạn ai ơi. Cái phần ai ơi này sẽ được là nền tảng để gieo vần cho câu 8 chữ tiếp theo. Nên Hoàng đang nghiêng về chữ chờ. Ai ơi, cả hai dấu ngang thì phải là chờ trời, cả hai dấu huyền, nó hợp sẽ hợp lý. Nên Hoàng ưu tiên cho phương án C là 90%. Còn A giảm và B thì khoảng chừng 70% đi. Em thì em phân vân giữa hai đáp án là A và B. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm. Là đất có đã sử dụng cái từ trong rồi. Nên em nghĩ là với cái câu ca dao tục ngữ này thì sử dụng cái từ trong nó không có gì mới mẻ hết. Em sẽ thiên về đáp án B nhiều hơn là mong. B là mong. Dạ. Bao nhiêu phần trăm? Tới 95% ạ. Chờ hoặc là mong. Sao? Giờ Ngọc xin đôi mình nghiêng về ai thì hơn? Em thì em không nghiêng về chị Lộc hay là anh Hoàng vậy hết á. Dạ không tin ai hết không chị? Mình tin về bản thân mình. Dạ chính xác. Rồi con Ngọc nè, con Ngọc chọn tin bản thân mình là em cũng không tin chị luôn á. Để Lan không tin ai hết. Ủa sao vậy? Em đội chị mà. Ủa sao đội với nó lụng củng vậy? Nội bộ mà còn không xong nữa mà. Dạ nội bộ bên này lục đục. Lưu ý, ráng lưu ý. Một khi cả hai cố vấn đã đưa ra cái lựa chọn của mình thì chắc chắn một trong hai đáp án này sẽ là chính xác. Mình cứ dựa vào cái tỷ lệ phần trăm cao nhất. Và để xem, 10 giây suy nghĩ bắt đầu, chúng ta sẽ có đáp án. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Ai ơi, cả hai dấu ngang thì phải là chờ trời, cả hai dấu huyền. Nên Hoàng ưu tiên cho phương án C là 90%. Trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm. Là đất có đã sử dụng cái từ trong rồi. Ca dao tục ngữ này thì sử dụng cái từ trong, nó không có gì mới mẻ hết. Em sẽ thiên về đáp án B nhiều hơn là mong. B là mong. Trời ơi,
Hả? Rồi. Ủa, mới vừa nói xong luôn. Làm như bốn người tên Ngọc rồi có cái sự tâm tư nào. Ủa, là gì vậy? Lật mặt. Cái gì chị? Chị chọn gì? A. Ồ, em cũng A luôn á. Cả hai đội đều chọn đáp án A, đó chính là trong. Với bản thân em không biết là kết quả như thế nào, nhưng với những cái câu mà ca dao tục ngữ hồi xưa ông bà họ coi trời cao thì họ lại trông, còn chờ và mong là chỉ là để cho tình thân tình yêu, còn trông là trông bề trên. Ờ đúng rồi, dạ, nên chính vì vậy là em lại nghiêng về là từ trông hơn. Dạ. Và trông nó có vẻ nó cũng hợp lý hơn, giống như là chị Lộc nói á, trong trời trong đất á. Dạ. Và để xem kết quả của chúng tôi là gì, xin mời. Và kết quả của chúng tôi sẽ được tiết lộ sau ít phút quảng cáo. Xin mời. Giả Tấn Phát xin chào mừng tất cả quý khán giả đang quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi thú vị dành cho hai đội chơi như sau. Điện tử còn thiếu vào chỗ trống, lúa khô nước cạn ai ơi, rủ nhau tắt nước, ba chấm trời còn lâu. Và cả hai đội đều chọn đáp án A, một đáp án với tỷ lệ thấp nhất đến từ bài tiền bóng của chúng tôi. Trong mong điều gì với đáp án này? Xin mời kết quả. A. A. Lao mạnh lên nào, lao mạnh lên nào. A. A. Lao to lên nào. Cái gì vậy? Thấy chưa? A thiệt. A càng lớn là pháo nó vô miệng. Đáp án chính xác của chúng tôi là đáp án C. Thấy chưa? Chờ. Và đáp án C, chờ, đã không mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và sau hai câu hỏi thì cả hai đội vẫn đang có 1 triệu đồng. Và người dẫn đường là nghệ sĩ Hoàng Rapper. Kẻ gây rối không ai khác là diễn viên Lê Lộc. Và tác giả Mã Văn Lân đã chép 4 câu ca dao như sau. Nửa đêm sao sáng mây cao, triệu trời nắng gắt, nắng gào chẳng sai. Lúa khô nước cạn ai ơi, rủ nhau tắt nước, chờ trời còn lâu. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 3. Nữ nghệ sĩ nào lọt top 5 vĩ đại nhất lịch sử của Billboard Hot 100 theo công bố từ tạp chí âm nhạc uy tín Billboard tháng 11 năm 2021? A. Celine Dion, B. Britney Spears, C. Mariah Carey và D. Beyoncé Knowles. Wow. Toàn là những tượng đài âm nhạc. Có bây giờ có kết quả về đâu đi chăng nữa, em cũng theo anh Hoàng thôi. Đúng rồi, tin tưởng tuyệt đối. Anh Hoàng thôi, anh Hoàng ơi. Đúng rồi, nên trong quá trình chơi là có sẽ đổi đúng không? Cái đúng người rồi. Bảo vệ có dạ, sẽ đúng đổi rồi, đúng rồi. Luôn luôn thay đổi. Cái tiêu chí của câu hỏi này là nữ nghệ sĩ nào lọt top 5 vĩ đại nhất lịch sử của Billboard. À, cái thời gian tháng 11 là chỉ là trao thôi. Dạ, yeah. Chính xác. Đâm ra chúng ta hãy lưu cả ý về độ tuổi đi. Đúng rồi, yeah. Là 4 tượng đài. Tại vì em sẽ có nhiều dữ liệu hơn về đáp án A. Cô là một cái ca sĩ quá là nổi tiếng rồi, một cái tượng đài âm nhạc rồi, một diva rồi, một thiên tài âm nhạc rồi. Em biết bài hát nào gắn liền với tên tuổi? My Heart Will Go On. Em có thể trình bày một vài câu. Dạ không ạ, không ạ. Hết biết rồi. Còn về Britney Spears thì thật sự là dành cho giới trẻ nhiều hơn. Còn ở câu hỏi này là top 5 vĩ đại nhất lịch sử, em nghĩ là một cái hành trình dài như vậy thì em sẽ cho rằng đáp án A sẽ tỷ lệ phần trăm nhiều hơn ạ. À. Vì thật ra thì Billboard là bán đĩa đúng không? Đúng rồi. Yeah. Mà Britney Spears là cái thời của Britney Spears nổi là đĩa hơi bị top nha. Dạ đúng, em biết, nhưng mà so với một cái hành trình dài thì mình đâu có thể so sánh được đúng không? Cái cô kia cổ cao hơn, cổ hoạt động lâu năm hơn. Bé Lộc cho bao nhiêu phần trăm cho Celine Dion? Em cho khoảng tầm 90% ạ. 90 hả? Dạ. Rõ ràng là con số 90 Hoàng cũng đang muốn dành cho cả Mariah Carey và Beyoncé. Bởi vì cả ba phương án A, C và D đều là những diva hết. Britney Spears chưa thể gọi là diva được. Yeah. Chúng ta chỉ còn dựa vào cái tuổi đời và tuổi nghề thôi. Thì ở đây Celine Dion là người cao tuổi nhất. Sau đó tiếp đến Mariah Carey, rồi mới đến Beyoncé. Và bây giờ chúng ta sẽ xét theo cái thành tích nè. Về Celine Dion thì cũng quá khủng rồi. Cô ấy đã biết bao nhiêu giải thưởng từ Grammy cho đến Billboard. Yeah. Còn Mariah Carey với Beyoncé, hai ca sĩ lập nhiều kỷ lục.
nhà ý đẹp. Và điển hình như là Mariah Carey đi. Riêng về ca khúc về Giáng sinh của cô ấy thôi đã mang về biết bao nhiêu là doanh thu và lượt nghe trực tuyến. Còn Beyoncé cũng vậy, không chỉ là những bài hát mà là trên sân khấu, cô ấy luôn bốc lửa. Nhưng mà liệu rằng cái việc trên sân khấu như vậy có phải là tiêu chí chấm điểm của Billboard Hot 100 hay không? Khi Billboard Hot 100 chỉ dựa vào cái lượt nghe, thành tích là lượt nghe nè, lượt bán ra, băng đĩa tiêu thụ như thế nào. Beyoncé thì khoảng chừng 80% đi. 80%. Mariah Carey sẽ là 95%. Tại xét ra về mặt bằng chung và cái kho tàng bài hát thì Mariah Carey khủng hơn. Tính ra đang rối luôn á, mà nghe cố vấn xong là mình rối thêm luôn, rối thêm luôn. Ừ. Không, rất là nhiều giữa con số. Ít ra mình lược bỏ được bớt cái B nè. Mình có được phương án cuối cùng là cái D là khá là thấp về tỷ lệ phần trăm. Nên bây giờ chỉ còn cái A và cái C của Hoàng với Lộc thôi đó. Cái bài My Heart Will Go On còn ăn theo cái bộ phim nữa, nó cũng không có thua gì đáp án C của anh Hoàng. Bộ phim Titanic được tới 11 nhưng mà bây giờ mình phải cố gắng làm sao phân tích. Mình chỉ tính đúng cái mặt bằng chung của Billboard Hot 100 thôi. Thì Mariah Carey khi cô ấy ra ca khúc Giáng sinh All I Want Christmas Is You, bài cực kỳ nổi tiếng luôn, bây giờ sau 25 năm quay trở lại và lại hot tiếp tục. Thật ra là cái bài đó là Giáng sinh nào cũng hot. Bất hủ rồi, sống mãi luôn. Bài đó là coi như là một bài truyền thống của Giáng sinh luôn rồi. Phát, Ngọc nghĩ là bây giờ là nếu mà hai người dẫn đường cứ nói qua nói lại là người chơi rồi. Hoang mang, càng hoang mang đó. Thêm. Mà cái mà tin nãy giờ... đi. Tin vào những con số đi. Nãy giờ Sơn hỏi Ngọc, anh Hoàng mà đã dẫn đường 2 lần. Hay là... chắc chắn rồi là anh Hoàng không dẫn đường 3 lần. Không, Ngọc không, mới nói, là... Ngọc mới nói. Đây đúng là những tấm chiếu mới. Đó, xong em mới nói cho nếu mà đổi chương trình mà nghĩ là đổi ngược lại thì là lại bị bắt bẫy. Có những số là một người, ví dụ Lê Lộc là kẻ gây rối suốt 5 câu luôn. Cho nên là ghê cái xác suất nó đâm không ra có, là không mình thoải mái đi, đừng đa nghi quá. 99% là Mariah Carey. Lên 100 luôn đi em, lên 100 luôn. Cho nó trọn. Lên 100 chị có tin em không? Em lên, em dám lên 100 thì dám tin em. Rồi em lên 100 luôn ạ. Ok. Trăm cho đáp án nào? Đáp án A. Nha. Và chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm cho cả đáp án. 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Cái kho tàng bài hát thì Mariah Carey khủng hơn. Riêng về ca khúc về Giáng sinh của cô ấy thôi đã mang về biết bao nhiêu là doanh thu và lượt nghe trực tuyến. Em nghĩ là một cái hành trình dài như vậy thì em sẽ cho rằng đáp án A sẽ tỷ lệ phần trăm nhiều hơn ạ. Cái bài My Heart Will Go On còn ăn theo cái bộ phim nữa, nó cũng không có thua gì đáp án C của anh Hoàng. All I want for Christmas. Trời ơi, thiệt á. Đúng là bộ. Ủa vậy? Lúc nào họ cũng có chung một cái suy nghĩ. Suy nghĩ. Và đáp án C là sự lựa chọn chung của hai đội chơi. Lộc ơi, chị tin em. Thôi chị khỏi. Hồi nãy nói là lên 100%. Hồi nãy chị nó nói là lên 100% đi, chị tin em và chọn đáp án khác. Kỳ vậy. Em vậy tin mà, bên này bấm. Và để xem đáp án C có mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi hay không. Xin mời kết quả của chúng tôi. Ê Sơn, sao em né cái ống này Sơn? Quang mang, tại vì phải đang quang mang. Đáp án chính xác đó là Lộc, đúng không Lộc? Đáp án tin đó. Sai. Sai. Đúng rồi, đúng chưa, đúng hả? Trời ơi, trời. Dê, đúng rồi, sao tại anh sao nãy có một viên đạn lép vậy? Đúng rồi, là một viên ra là sao vậy? Hồ chơi đó. Và như vậy đó, anh C, Mariah Carey đã mang về cho mỗi đội 4 triệu đồng tiền thưởng. Và sau qua 3 câu hỏi thì mỗi đội đang có 5 triệu đồng. Và người dẫn đường là anh Hoàng Rapper. Kẻ gây rối không ai khác là diễn viên Lê Lộc. Lại là Lê Lộc. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi số 4. Theo báo cáo triển vọng nông nghiệp năm 2021-2030, trái cây nhiệt đới nào được dự báo xuất khẩu nhiều nhất trong 10 năm tới? A là quả thanh long, B là quả dứa, C là quả xoài, D là quả bơ và E là quả sầu riêng. Đây là báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Thường các chị em, đặc biệt là nghệ sĩ nữa, rất thích ăn rau quả và trái cây đúng không? Chị Ngọc thì thường thích ăn loại nào? Ngọc thì thường thường lười ăn lắm.
nhưng mà uống nghe, ép ra uống, đúng uống không? Cho nó nhanh. Dạ. Yeah. Và anh Sơn thì sao? Chung là thích cái quả mà người nào mà thích rồi thích luôn, còn người nào mà ghét là chịu không nổi, nên là quả sầu riêng. Vậy là hồi trước con chọn C, chọn D, luôn. Ủa thích là chọn luôn vậy hả? Nhưng mà chưa chắc nhiều khi mình thích mà những người khác đúng cũng rồi. Thích. Hai chị em Ngọc xin đôi. Dạ. Yeah. Mình đang nghiêng về loại quả nào? Dạ, yeah, em thì thích ăn quả dứa nè, xoài cũng ngon, bơ rất béo, mà sầu riêng là siêu thơm luôn. Ủa là mình không có loại được quả nào dạ, luôn mình đó. Ăn hết. Em thì em thích quả bơ à, tại vì bơ rất có nhiều công dụng. Ừ. Vừa làm đẹp nè, vừa dưỡng da, vừa chăm sóc sức khỏe. Nói chung là tất tần tật quả bơ đều sử dụng được. Tạm gác lại đáp án E là quả sầu riêng. Tại sao? Tại vì quả sầu riêng thật sự có rất là nhiều chất dinh dưỡng, nhưng mà giống như nãy anh Sơn có nói là nhiều người ăn được và nhiều người không, vì vậy là nó cũng sẽ kén. Với bản thân Ngọc, nghe Ngọc ở Đà Lạt thì là quả bơ có Đà Lạt, ở trên Đắk Lắk có. Dạ. Nhưng nó đủ chỉ là tiêu thụ trong nước thôi, chưa có kiểu là để mạnh ra rộng ra. Nhưng mà cái đó là Ngọc phân tích là trong cái phạm vi của Việt Nam thôi. Dạ. Còn đây là phạm vi toàn thế giới. Đó, đó nên chính vì vậy là Ngọc đang nói là Việt Nam mình nhiều lúc mình cũng đã là tiêu thụ không đủ. Ừ. Huống chi là để có một cái số lượng lớn xuất khẩu ra nước ngoài. Không, nhiều khi cái lượng mà nhu cầu tăng cao thì người ta sẽ tăng gia sản xuất nhiều hơn. Với lại người ta xen canh nữa dạ. Đúng rồi. Khi mà xét theo yếu tố dự báo trong ngành nông nghiệp, có nghĩa chúng ta phải lựa chọn những cái loại với thời gian ngắn ngày mà thôi, để có thể tận dụng được rất nhiều mùa trong năm. Nên Hoàng vẫn đang phân vân giữa A và B. Quả dứa đa dạng ở cái tên gọi thôi, khớm, thơm. Còn quả thanh long đa dạng về mặt hàng, vỏ đỏ, ruột trắng, đỏ, ruột vàng nữa. Vỏ đỏ, ruột đỏ, rồi vỏ... Vỏ đỏ, ruột vỏ trắng. Vỏ vàng, ruột trắng. Vỏ vàng, ruột trắng, vân vân. Nó rất là đa dạng. Đa dạng về màu sắc, hương vị và sự thu hút của thị trường, đặc biệt là ở những nước châu Á. Quả thanh long là có thể sử dụng cho rất nhiều nguồn cung cầu khác nhau, ví dụ như là về văn hóa, hoạt động tín ngưỡng. Cả hai trái này thì trái thanh long sẽ được trưng nhiều hơn là trái dứa. Nếu Hoàng nghĩ thanh long 95% sẽ là phương án lựa chọn chính xác. Còn quả dứa nó quá quen thuộc, 70% cho dứa thôi. Và thời gian vừa qua thì em thấy các mặt hàng liên quan tới thanh long á, cũng nhiều rất hơn. Là nhiều. Từ bánh mì, rồi bún thanh long, ống hút thanh long, bánh mì thanh rất long là nhiều luôn. Cái hay nữa, thanh long bảo quản tốt và bền lâu hơn là quả dứa. Nếu mà nói về độ bảo quản thì bơ lại cao hơn bảo quản của thanh long. Hợp lý. Đúng tại rồi. Vì bơ để được lâu hơn và nó sẽ ít dập hơn là quả thanh long. Và nếu như mà so ra về cái giá trị dinh dưỡng nha, giữa bơ và thanh long thì bơ chắc chắn là sẽ cao hơn. Bơ đứng đầu trong các loại trái cây trong đây. Thì chúng ta sẽ có chất lượng và số lượng. Xuất khẩu nhiều nhất hay là bán nhiều tiền nhất, các bạn lựa chọn đi. Theo tôi nghĩ xuất khẩu nhiều nhất phải là thanh long, còn bán nhiều tiền nhất sẽ là bơ. Tiêu chí xuất khẩu đâu phải là mắc hay là rẻ, quan trọng là Việt Nam mình đang dư mạnh cái đó, cái gì? Tiêu thụ có thể tiêu thụ được. Thì em nghĩ là Việt Nam mình toàn đang mạnh thế giới, toàn thế giới. Ý em đang nói là Việt Nam mình đang vừa rồi có đợt giải cứu thanh long, thì thanh long nó đang rất là mạnh ở trong Việt Nam, thì mình dư sao mình không xuất khẩu ra nước ngoài? Nhưng chưa chắc nó lại là cái món hàng được ưa chuộng ở các nước khác. Nhưng mà quả bơ được rộng xài hơn là quả thanh long. Rộng xài. Là được sử dụng rộng rãi hơn đúng không? Vừa làm nhiều salad mặt nè, vừa làm sushi, làm đẹp, nè, làm đẹp. Thanh long nó phổ biến toàn thế giới, toàn châu Á, toàn Việt Nam, ở đâu cũng thấy thanh long hết. Rồi, xin cho tỷ lệ phần trăm đi ạ, à. Lê Lộc. 98% ạ. Trời ơi, lúc nào ngồi đầu tôi hết trơn á. Tôi 95 thôi. Trời ơi, hỏi lập gì thêm cười không? Cái đồ cười đó nữa kìa. Dạo gần đây thì trái bơ nó cũng rất là nhiều giống mới được gầy lên, cho em nghĩ là 10 năm tới đương nhiên là người ta phải dự báo trước đúng không? Yeah. Người ta phải dự báo trước, người ta mới gầy nhiều giống mới như vậy cho trái bơ. Là bơ chị tính em. Nữa hả chị? Nữa, nãy nữa. Một chút chị chọn nó bán khác đúng không? Tại lực bà nữa. Nó không phải, nó tin xong đây chọn. Và chúng ta đã có tỷ lệ phần trăm cho cái đáp án. 10 giây bắt đầu. Mười giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Em thì em thích quả bơ à, tại vì bơ rất có nhiều công dụng, dưỡng da, vừa chăm sóc sức khỏe. Nói chung là tất tần tật quả bơ đều sử dụng được. Còn quả thanh long, đa dạng về mặt hàng, đa dạng về màu sắc, hương vị và sự thu hút của thị trường. Nếu Hoàng nghĩ thanh long 95% sẽ là phương án lựa chọn chính xác. Trời ơi, giống nhau nữa kìa, tức ghê vậy đó. Ủa bên kia đã ủng hộ bơ dữ lắm mà. Ủa nói bơ dữ lắm mà. Nói bơ vô là lia chia luôn á. Đó là chiến thuật của đội. Ghê thiệt chứ. Đôi. Ghê thiệt. Ghê. Tôi chỉ thấy thương bé em tôi thôi. Trời. Em đã bị coi như là bị tổn thương hai lần rồi đó em. Sao còn anh đây mà. Nó có chị tin em.
Tại sao mình lại chọn đáp án A vậy đời? Ngọc xin đôi. Thăng Long thì có nhiều giống mới, và Thăng Long thì không chỉ là ăn không mà còn có thể làm siro và làm nhiều, rất là nhiều món ăn, ví dụ như là bánh mì, hủ tiếu. Em nghĩ là những cái đó là những cái mới mà người ta đang tìm kiếm ở Việt Nam mình. Yeah. Và quan trọng nhất ở câu hỏi là nó có chữ nhiệt đới, là những loại trái cây nhiệt đới mà nhiệt đới thế mạnh ở Việt Nam là Thăng Long chứ không phải bơ. Và để xem đáp án A, Thăng Long có mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi hay không. Xin mời kết quả. Chúng ta sẽ được biết sau ít phút quảng cáo. Dạ Tốt Phát xin chào mừng tất cả các khán giả đang quay trở lại với Tỷ lệ may mắn. Và vừa rồi chúng ta đã có một câu hỏi như sau. Theo báo cáo triển vọng nông nghiệp 2021-2030, trái cây nhiệt đới nào được dự báo xuất khẩu nhiều nhất trong 10 năm tới? Kết quả của chúng tôi có phải là đáp án A hay không? Xin mời! Chính xác của chúng tôi. Giờ sao Lộc ơi? Giờ sao nè? Wow. Thôi kệ đi. Nếu anh là em là anh sẽ lên tất cả mọi người rồi. Nguyễn Hoàng đêm nay. Thấy chưa Lộc ơi, chị luôn tin em, thấy không? Em buồn mấy anh mấy chị quá. Và như vậy đáp án D, quả bơ đã không mang về tiền thưởng dành cho hai đội chơi. Và sau qua 4 câu hỏi thì cả hai đội vẫn đang có 5 triệu đồng. Kẻ gây rối là diễn viên, ca sĩ, hoàng rapper. Khúc này quan trọng nè, tại vì lâu lắm rồi anh mới được xướng tên em với cái danh xưng này. Và người dẫn đường lương thiện, dễ thương duyên dáng, Lê Lộc. Mà không ai chọn dạ. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi cuối cùng. Và nội dung câu hỏi số 5 sẽ được tiết lộ qua một vài hình ảnh sau đây. Xin mời hai đội chơi. Đây là những chiếc bánh mì. Đây là món phở. Và chắc chắn rồi cả hai đội chơi sẽ không đoán được Tấn Phát sẽ hỏi câu gì đâu. Nói chung hỏi sao như sao. Món ăn nào được nhắc đến đầu tiên trong bài viết cùng Lonely Planet đi tìm món ăn đường phố ngon nhất Việt Nam đăng hồi tháng 6 năm 2021? A là bánh bao, B là bánh bèo chén, C là bánh tráng trộn, D là xôi xéo, E là bắp xào, D F là gỏi đu đủ. Ủa vậy nãy đưa phở bánh mì chi vậy? Ẩm thực đó. Tự nhiên thầy mới cán trộn ơi chị. Trời. Mời Lộc gợi ý đi. Dạ. Để món ăn là tới công chuyện với Lộc rồi. Em sẽ nói trước ạ. Nói về món ăn đường phố thì theo em được hiểu là mình phải dễ thấy ở trên đường. Nhìn cái tóc này nhìn em mắc cười. Đi vô đi. Hứng à. Nhìn như nguyên một cái bánh bao. Đi vô. Dạ, món ăn đường phố là mình sẽ phải dễ tìm thấy ở trên đường và mình có thể ăn được trên đường mới gọi là món ăn đường phố. Ủa, phải ăn được trên phố mới gọi là đường phố. Dạ, vừa đi vừa ăn cho nó tiện gọi là món ăn đường phố. Em sẽ thiên về đáp án bánh bao nhiều hơn. Bánh bao thì rất là đa dạng, phong phú. Bánh bao trứng cút, bánh bao trứng muối, bánh bao thịt xá xíu, thịt gà hay là bánh bao chiên. Nói chung á là bánh bao rất đa dạng và còn có cái nữa là dễ ăn nữa. Còn ở đây em cũng có một cái đáp án đó là bánh bèo chén. Vì sao? Vì nhà em bán bánh bèo chén. Ôi, dạ. Mình loại phương án này luôn đi mọi người. Ba Duy Phương bán bánh bèo, bánh bèo chén có một cái. Dạ, nhưng mà em không chọn. Tại vì bánh bèo chén là mình phải vừa ngồi vừa ăn và múc nước mắm chan vô cái bánh bèo chén thì ăn nó mới ngon. Phức tạp mà, hơn ha. Đúng rồi, mà còn vừa đi vừa ăn vậy rồi sao chan sao chan nước mắm. Chưa kể vụ mà trả cái chén cho người ta nữa. Thì đó. Ừ. Lấy là người ta quánh cho em ơi. Đỉnh lắm em ơi. Thì đó. Hay lắm, hay lắm. Nên là em sẽ quyết định chọn phương án là bánh bao nhiều hơn. Bánh bèo chén là người ta bán vậy thôi, nhưng mà khi người ta có thể bỏ hộp. Rồi, Tết Hoàng. Người ta bỏ hộp. Chính thưa quý vị, mà đây bánh bèo chén chứ phải bánh bèo hộp. Chứ không phải bánh bèo mà để lên xe xong hay là quải qua gánh đi. Đây, chúng ta có một thực đơn gồm 6 món ăn. Tôi xin được phép loại trừ món xôi xéo trước. Dạ. Bởi vì món xôi xéo thì nổi tiếng, phổ biến ở Việt Nam, nhưng chưa chắc trên thế giới người ta có thể tìm hiểu rõ ràng xôi xéo là món xôi như thế nào. Dạ. Tiếp theo, bắp xào nổi tiếng chứ, nhưng với
một cái phạm vi hoạt động của nó theo kiểu nổi tiếng nội bộ thôi. Đây là món bánh quá phổ biến, quá nổi tiếng, thậm chí là trên toàn cầu có rất nhiều đất nước khác có thể sản xuất ra bánh bao. Chính xác. Gọi là bánh màng thầu. Nên tôi không thể nào mà xét bánh bao mà cũng mang tinh túy của Việt Nam được. Gỏi đu đủ cũng vậy luôn. Bên Thái Lan còn nổi tiếng hơn về đúng món rồi. Gỏi đu đủ. Nên tôi sẽ không chọn món gỏi đu đủ đâu. Cuối cùng, bánh tráng trộn. Kính thưa quý vị, bánh tráng trộn chỉ là một trong những món ăn mà độc đáo nhất của Việt Nam. Bánh tráng trộn có thể sử dụng được rất nhiều nơi, mọi lúc, mọi nơi, mọi đối tượng, mọi giới tính. Mà thậm chí bánh tráng trộn có thể pha trộn và chế biến với rất nhiều công thức khác nhau. Ví dụ bánh tráng cuộn, bánh tráng trộn, bánh tráng không, bánh tráng chấm muối, bánh tráng chấm đường, bánh tráng chấm mắm tôm. Nó rất nhiều công thức chế biến bánh tráng trộn. Mà còn ăn đường phố nữa, quá hợp. Để vô bịch gọn gọn nhẹ, xách nắm tay ăn xong bỏ thùng rác, xong gọn nhẹ, đường phố bánh tráng trộn 100% cho nó luôn. Vỗ tay. Quốc tế quá. Nhưng mà chưa chắc người ta tới chỗ mình người ta ăn cái món đó đầu tiên. Đúng rồi, cái món đó thật sự thì nó không có phải là phong phú hay đa dạng lắm, không có ấn tượng nhiều lắm so với các món ăn ở trên đây. Thì nếu mà anh Hoàng chọn bánh tráng trộn, em chọn bánh bao thì chắc chắn là đưa lên bàn cân bánh bao sẽ nặng hơn rồi. Không mà nặng hơn thiệt. Dạ. Xin lỗi các bạn. Bàn cân nó nặng hơn. Dạ. Tôi là người nước ngoài, tôi đến Việt Nam. Tôi nghe phong phanh đâu đây bánh tráng trộn là tụm từ nghe lạ quá. Ủa các bạn, bánh tráng trộn là gì? Ăn ở đâu? Ăn như thế nào? Còn gì bánh bao? Tôi đã nghe từ rất lâu đời. Không, nhưng mà hương vị bánh bao Việt Nam nó khác chứ. Đâu phải là so sánh với những cái mà mình đã thử rồi. Thôi. Còn cái đúng rồi, như chị nói là bánh tráng trộn ăn chơi thôi. Thì đâu á, thì ăn chơi đúng không? Ăn giặt đó, ăn giặt đó. Nhưng mà để được cho là món ăn ngon nhất Việt Nam nó phải có một cái gì đó. Rồi cho tỷ lệ đi. Bánh tráng trộn với gì nữa? Cho 100 luôn em. 100 luôn chị tự thôi. Không hỏi nữa, không hỏi 100 nữa. Cả hai món đều được nhắc đến trong cái cuốn tạp chí này, nhưng mà quan trọng là món nào được nhắc đầu tiên thôi. Bánh tráng trộn gì nữa nghe Việt Nam. Anh cho tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? 100% à. 100%. Lộc, hồi nãy á, lúc mà có mấy cái hình của Google Tôn Vinh là có cái hình bánh bao đúng không? Mà trong cái xe bán bánh bao nào cũng có bán bánh mì. Có bánh bao luôn. Bánh mì mà xe bánh mì nào cũng sẽ có bán bánh bao. Đúng rồi. Cũng mong là tấp vô lề là có bán bánh mì là có bán bánh bao. Ê hên xui nha, hên xui nha. Đâu phải xe mì nào có bánh bao đâu. Đúng rồi. 95%. Nhưng mà sẽ dễ tìm thấy hơn là bánh tráng trộn. Đúng rồi. Bánh tráng trộn nhiều màu sắc không? Nhiều công thức chế biến không? Bánh bao có màu một. Nhưng mà nè, để so sánh giá trị dinh dưỡng trong hai món ăn thì bánh bao nó sẽ chứa nhiều dinh dưỡng hơn. Đường phố nào mà dinh dưỡng ở đây? Tinh bột đạm. Người ta phải lạ người ta mới nhắc tới chứ. Còn bánh tráng trộn tinh bột là đạm gì? Trời ơi đâu có đánh gì đâu. Ăn đường phố mà. Lại chợ rồi, lại chợ rồi. Thôi bây giờ em chốt tỷ lệ phần trăm đi. 1000%. Kính thưa em đi. 1000 rồi kìa. 1000% cho bánh tráng trộn. Cao quá là xạo á chị. Em chỉ 99% thôi ạ. 99%. Ai tình thôi. 10 giây bắt đầu. Và 10 giây đã trôi qua, xin mời đáp án của hai đội chơi. Bánh bao trứng muối, bánh bao thịt xá xíu, thịt gà hay là bánh bao chiên. Nói chung á là bánh bao rất đa dạng và còn có cái nữa là dễ ăn nữa. Bánh tráng cuộn, bánh tráng trộn, bánh tráng không, bánh tráng chấm muối. Để vô bịch gọn gọn nhẹ, xách nắm tay ăn, xong bỏ thùng rác, xong gọn nhẹ, đường phố, bánh tráng trộn 100% cho nó luôn. Không, nhưng mà đáp án C này là do ai ạ? Cả hai. Với bạn Thông Ngọc và Sơn nói lúc đầu á, là thật sự món bánh bao là một trong những món bánh như anh Hoàng nói. Nó không những là ở Việt Nam nổi tiếng đâu. Cái người này họ về Việt Nam họ thử, chắc chắn họ không thử bánh bao. Ngọc tới một cái đất nước khác, Ngọc sẽ thử cái món này mà mình chưa bao giờ ăn. Đối với Sơn nha, dù đi nước ngoài hay đi một địa điểm nào đó, khi tới hỏi này mình có vợ lạ, bánh tráng trộn, này lạ ta. Thử liền. Ví dụ như trong Việt Nam thôi, em đi tới một cái vùng miền nào đó, em hỏi đặc sản ở đây. Chứ bánh tráng trộn sẽ không có gọi mấy cái món như là cơm gia đình rồi gì đó. Nhưng mà không phải là đặc sản vùng miền mà là món ăn đường phố của đúng mình thôi. Thì cũng phải là nổi tiếng. Và không khí trường quay đang rất là căng thẳng rồi. 32 triệu. Bây giờ là để mình chốt hạ đi. Bánh tráng trộn. Anh Hoàng ơi, bánh tráng trộn, tôi đang cầu nguyện 32 triệu. Anh có muốn lên chung vui với sự lựa chọn của mình không? Lộc ơi, qua đi Lộc ơi. 20 anh Hoàng, anh Hoàng ơi. Qua đây đi, qua đây luôn. Đó chúng tôi về một đội. Bây giờ nếu anh tự tin lên anh chạy nó nè. Anh đưa cái mặt vô nè. Và bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Xin mời. Bánh tráng trộn. 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 Bánh bao mình chịu thua. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn.
Bánh bao. Yeah. Chúc mừng hai chị. Thấy rồi. Cảm ơn Liêu. Hai quá chị đã tin Liêu. Một câu đi anh. Nói một câu đi anh. Cạn lời. Và như vậy đáp án A, bánh bao đã mang về cho đội Ngọc Sinh Đôi 32 triệu đồng. Và xung quanh 5 câu hỏi thì đội Ngọc Sinh Đôi đang có 37 triệu đồng. Wow. Và với lòng tin 1000% dành trọn cho anh Hoàng Rapper. Vậy. Alo, anh ơi. Anh ơi. Mà. Người ta không có thấy mặt anh ơi. Thôi đáng chi lúc này. Mặt mũi nào nhìn nữa. Đội Sông Ngọc đang có 5 triệu đồng. Trời ơi, số tiền lớn khủng lồ. Và người dẫn đường đó chính là diễn viên Lê Lão. Và kẻ gây rối không ai khác đó chính là anh Hoàng Rapper. Với rất nhiều những chiến thuật được đưa ra bằng những cái sự mưu tính, kỹ xảo, tiểu tiết đến từ hai đội chơi đã trải qua 5 câu hỏi của chúng tôi và đã chọn ra được đội chiến thắng ngày hôm nay, đó chính là đội Ngọc Sinh Đôi. Dạ, em xin cảm ơn anh Hoàng Rapper đã chỉ sai cho đội bạn à. Và chúng ta đi thi có hai đội, một đội chiến thắng thì đội sao, còn là gì em? Dạ, trời, thôi để anh Hoàng nói chuyện nè. Là gì anh Hoàng? À, đội xem chiến thắng. Đội xem chiến thắng. Nói chung là tới đây gặp tất cả mọi người, các anh chị là vui rồi. Thắng thua không quan trọng nhưng mà... Vẫn tiếc. Rồi, dạ, rất là vui. Rồi, dạ. Bây giờ là cảm xúc của đội chiến thắng nè. Thắng thì thắng thôi anh, chứ giờ bây giờ mình có nói nữa thì... Trời ơi, trời. Bây giờ mình nói nhiều làm gì đúng không? Cho thêm đau thương, sát muối vào đội thua đúng không? Xin được cảm ơn hai đội chơi, cũng như là người dẫn đường và kẻ gây rối, cũng như là tất cả vị khán giả đã dành thời gian theo dõi tỷ lệ may mắn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn bây giờ, tỷ lệ may mắn xin chào và hẹn gặp lại.